Cái này là ngày xưa trụ sở ở dưới Tây Ninh để giáp với cửa khẩu, để chống chống giặc, để cho là cái ví dụ là mình giữ được cái đất nước Việt Nam này là cũng do là các đồng chí này. Đấy, kiến lửa nhiều lắm này. Công an Bình Thuận là xây một trụ sở này, ví dụ thế. Xong lại đây lại là mỗi một người ngày xưa trông coi ở đây là mỗi một bên bộ công an là phải xây lên một trụ sở để giữ, để lấy tên tuổi. Đây là lúc nãy là Bình Thuận, bây giờ là công an Ninh Thuận, bên này là công an Đồng Nai. Đấy, như kiểu là mỗi một bên bộ công an về đây để trông coi là xây lên một trụ sở. Đấy, cái này là của Ninh Thuận, bên này là của Đồng Nai, còn trên này là của những của ai nhiều lắm, có tên có tuổi, đẹp không này, giáp danh với cửa khẩu. Cái này là Phú Yên. Thế thì Lâm Đồng của mình là không biết ở chỗ nào, cũng có công an Lâm Đồng ở cái vùng này, khu di tích. Thì đây, công an Phú Yên này, Phú Yên, còn ở ngoài kia nhiều, đi từ ngoài kia vào đây biết bao nhiêu bên bộ công an người ta xây dựng lại. Cái kia là của An Giang, công an tỉnh An Giang, có cái nhà sàn đẹp quá, tỉnh An Giang. Còn cái này là ở đâu ta, Hậu Giang. Ai dạ, này công an Hậu Giang xây khuôn biên. Bên này là công an Trà Vinh, cái căn nhà này là quyền bộ công an Trà Vinh này, trước đây đóng quân ở đây này. Công an đây là Vĩnh Long, ôi lắm thế này, Vĩnh Long ở dưới kia. Kiên Giang, Kiên Giang này, Sóc Trăng nhiều lắm. Ơi, ui giời ơi, đẹp thế này cơ mà, đi từ đây ra đường mà đi hết thế ai mà đi được. Nhiều nhờ con nhỉ, mà sao lại không thấy người dọn dẹp mấy ta? Có mà. Vậy á? Con có mình đấy, đây có. Chưa thấy Lâm Đồng, chưa thấy Lâm Đồng con trai ạ. Hả? Công an Lâm Đồng nhà mình xây trụ sở ở đâu? Nên Lâm Đồng ở nhà mình á. Ừ. Ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Chứ phải ở Campuchia. À, Lâm Đồng là ở Việt Nam chứ không phải ở Campuchia. Rồi. Cái chỗ này là giáp danh với Campuchia. Nhưng mà mình đang đi tìm chỗ công an trụ sở của Lâm Đồng ấy mà chưa thấy, hai mẹ con mình đi tìm hoài vẫn không thấy. Có mà, có người nhìn thấy có chú. Có chú ta nhìn một con, còn một chú nhìn thấy con. À vậy à. Chú có nói gì con không? Chú ơi, con nhìn con ấy. Xem có quả gì ăn được không? Con đi đái, con đi đái, chú đấy con nhìn con ấy. À. Nhưng mà con chơi một đái, con nhìn, chú ơi con nhìn. Đâu, à. Con rắn nhờ? Đâu? Đây, giống con rắn nhờ? Ừ, giống nhờ. Đẹp nhỉ? Mẹ ơi. Khu di tích của thời xưa bên bộ công an đấy. Ơi! Tôi đã qua trời ơi. Cái nhà đẹp kìa. Đúng rồi, cái nhà kia đẹp. Ninh Thuận. Cái nhà sàn đấy đẹp của Ninh Thuận đấy. Ninh Thuận Campuchia. Ninh Thuận ở trên Lâm Đồng nhà mình ấy. Nhưng mà biết Ninh Thuận ở đây xong xong rồi làm ấy. Xong một tuần người ta chết ấy. Một tuần người ta bị địch tấn công ấy. À, bị địch tấn công. Con cũng biết bị địch tấn công.